test cái video 125M3 làm nồi ống gió. Cây ok, anh em có nhu cầu liên hệ mình nha. Đây chiếc Mio 125 M3 chạy mới có thời gian rồi, nó rung cái đầu rồi anh em, nó rung rồi, nó rung mình nhà màn hình luôn á. Mình test cái nồi trước khi làm cho anh em. Sau đây là ba bộ nồi SH350 Liberty với lại con Mio 125M3 nè, làm full nồi mở tua hai hộp gió với móc bô, tại do nó nhẹ móc hơn, khắc phục lỗi rung ra đầu bị nồi luôn. Nồi thì mình phi cảnh bi nè, bẻ độ dớt theo bài ha, để nó mở cái dây hết đây luôn. Đó, mấy cái nồi này cũng vậy luôn nè, phi cảnh bi bẻ độ dớt nó mở hết dây lên nha. Làm bố nè, chuông nè, chuông là hết, đây anh bi bẻ độ hết nha. Rồi. Cái nồi Liberty là nồi đồ chơi, rồi làm lên nữa cho nó mạnh bốc nha anh em. Hai gió đồ chơi luôn, cái lượng gió nó nhiều hơn nha. Cái zin thì nó có đủ gió, nó dễ đóng bụi lắm. Làm xong rồi mình test cho anh em xem khác biệt nha. Với zin là mình dùng không ít xài lắm là nó dơ lắm nha. Dục nhóc hết rồi. Bằng giấy không đủ gió rồi. Rồi ok, để giờ mình lắp mình test từng xe cho anh em xem nha. Đây chiếc Mio M3 125 làm nồi lọc gió, hai ổ khóa MSK với lại hai mấy cái cầm này nè. Đó, có bách xin luôn nha, khóa mắt cày mở cốp là nhấn vô như thắt ý gì đó, có tắt mở đài này, hai remote nha anh em, hai remote luôn. Cái xe cua nồi thì mình phi cánh bi bẻ độ mình dớt theo bài, nó mở hết tua lên đây luôn, còn riêng thì thoảng lên tới đây thôi. Gió được chơi giúp cái lượng gió nó nhiều hơn. Cái zin này là đang nóng mùi. Có phải zin lấy ra, như cái cầm zin lấy ra ha. Rồi bố và xo chuông. Rồi, giờ mình lắp vào mình test cho anh em xem nó khác biệt nha. Đất 3 lăng 300 mi 150. Đây cái Mio 125M3 đi làm full nồi mở tua hay lọc gió. Thay cái smart key với công tắc này hết, chuyển qua điện bình luôn nha anh em.
cũng gần ở đầu luôn anh em. Bao êm luôn. Không có bị rung nữa. Rồi. Rồi, tập ngày hội SH 300 350 4 chiếc, 5 chiếc, 6 chiếc. Đại hội SH nha anh em. Rồi, chờ xe luôn.